mình mướn chạy nước đồ cho người ta, rồi người ta mong mai, không mày chịu nhỏ đó không, mình nói cũng lớn tuổi ai đâu chịu, rồi sau duyên nợ nó dính. Em nói là cũng như là nhỏ hơn mình đâu có bao nhiêu tuổi đâu, cũng như là hồi gặp đó là cũng nói là ba mươi mấy rồi, cũng như là nhỏ hơn cũng cỡ mười mấy tuổi nha. Mình tưởng vậy đó, ai về tới chuyện sau đổ bể ra, tới hai mươi mấy tuổi bằng tuổi mười tuổi ông già chồng. Bằng tuổi hai? Bằng tuổi ông già của anh. Ông là biết gạt gì rồi, chị Duyên có hụt hẫng như không? Hụt hẫng mấy hai chồng bóng đó cự lộn dữ lắm, bây giờ đỡ đó. Mình là cự lộn như anh dữ dằn lắm. Cử rồi đủ đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trong một cái con kênh khá là nhỏ. Và đây là sau bếp của một gia đình hai vợ chồng lớn nấu nhau. Nghe rằng thì anh với chị này thì gặp nhau cũng là nên tình cờ nên duyên thôi. Và chuyện tình của anh với chị rất là đẹp. Mà hôm nay anh Nguyễn Văn Giang cũng giới thiệu cho Bùi Hồ thì để tìm hiểu thêm về cái câu chuyện đó. Thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị gặp hai nhân vật chính trong ngày hôm nay, đó là anh với chị. Và cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Và sau lưng đây đó là anh và chị. Anh Thanh Sang, mình Thanh Duyên. Dạ, thì anh với chị có thể ngồi gần lại một tí đi ha. Cho mọi người có thể biết về cái cuộc tình, phải nói là coi như là tuyệt vời nhất rồi. Anh là tên Sang, chị là tên Duyên. Anh Sang là năm nay là bao nhiêu tuổi anh Sang? 37. 37. Còn chị Duyên? 63 tuổi, còn nhiều quên này, tôi cũng chọn. 63 tuổi. Nặng. 20 mấy tuổi? 20 mấy mà quên rồi đó. Nhớ là 20 mấy nặng. Dạ. 22 hay là 20 mấy nặng, 22 hay 23 gì đặng? 3 gì? 3 mấy vậy? Nhớ là nhớ nhiều khi mình ngồi mình cộng á, mình nhớ lại gì đó, không biết phải không? 22. 20 mấy nặng sao đó. 26 tuổi. Tới hai con mấy giáp nặng. Dạ. Anh với chị thì hai người thì kết hôn được bao lâu rồi? Có 10 năm nay quá. Có 10 năm thôi. 10 năm? Đó ở nhà bên đó mà đây hư cái nhà đó đây. Có 10 năm nay rồi, đâu rồi? Vậy là lúc đó là anh Sang chỉ 27 tuổi. Còn chị thì khoảng 53. 50 mấy tuổi, năm mấy, 4 mấy vậy? 49 hay 59 rồi. 53, 53. Bây giờ năm mấy à? Bây giờ sao? 63 rồi. Dạ. 63, năm mấy lận? Thì năm anh, mấy tuổi? Anh với chị là có con không? Không. Không có con. Vậy là cái năm trước, năm sau chị đau luôn, chị đau vì bị u nang nè, chị mổ tới giờ luôn, chị đâu có gia đình, có con đâu. U nang bên phụ nữ hả chị? Phụ nữ. À. Rồi mổ chị sáng tới giờ luôn không có con. Chị sáng không? Đâu có con. Anh Sang, chị Duy. Có con. Thì em muốn biết mà có cái bây giờ là từ 2-3 năm nay là chị đau nhiều dữ dằn. Từ mổ giờ như yếu quá mọi người á. Đau hoài luôn. Dạ, hai anh với chị ở với nhau là không có con. Không. Anh Sang thì với lại chị trước đây đã có gia đình riêng hay chưa, hay là anh Sang vẫn còn con trai? Con trai cũng còn con trai. Anh Sang còn con trai hả? Còn chị? Chị cũng bình thường. Chứ giờ còn chị vẫn độc thân luôn. Bên có dọn có tặc mà chị ở các nhà nhỏ riêng á. Ba không cho chị cái nhà nhỏ rồi chị ở. Rồi tới chừng gặp ảnh thôi cái bắt đầu cũng sống rồi, cũng có làm đám nha. Làm đám nhỏ bển đưa qua được bự mà được 10 người. Làm đám cũng có làm nó nhỏ vậy. Bên đây chị cũng nắp gọn vậy đó rồi chú đái bên đằng trai cũng đưa qua được mà được 10 người đưa bằng xe ra đầu vì ảnh ở bên Nhân Mỹ nè, anh thấy Nhân Mỹ vậy đó. Đây đây gặp hai cái giò quẹ gì chị mới ưng chứ giờ bình thường có nghĩa là anh Sang thì vẫn đang bị tật đi được, cái chân còn chị thì bắt đầu từ mẫu tới giờ là cái giò này cũng như là nó bị liệt luôn hay gì hai cái chân này chị bị tê liệt luôn còn anh còn bị một cái giò này là hồi nhỏ là còn cái giò này hồi đó thì cũng còn đi gai được cũng như mình chốc mình còn chỏi được bây giờ từ mẫu giờ trong nó liệt luôn cái giò này bộ nó rút găng luôn hay gì cái giò này nhưng mà lặn cái giò này từ hồi nhỏ tới lớn luôn giò này hồi nhỏ nè cái này gọi là thiên duyên tiền định nè. Đúng không anh Sang? Sang thì có thể có thấy có vẻ là hơi ngại ngùng hơn chị Duyên. Thì anh Sang ơi, cái cơ duyên làm sao mà anh với chị lại đến với nhau và lại hai người lại có cuộc sống rất là mặn nồng như thời điểm bây giờ, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Thằng đó mà mướn với bả đi bắt ốc thì người ta mừng mai. Hai đứa cũng khổ. Mà anh nói dưới đây nè. Ở qua dạ. Mà mướn ra. Dạ để cho anh nói thì chị. Mình mướn chạy nước đồ cho người ta. Người ta mong mai, không mày chịu nhỏ đó không,
mình nói cũng lớn tuổi ai đâu chịu, rồi sau duyên nợ nó dính dẫn tới nhà rồi mẹ ha. Rồi lúc đầu dẫn đến nhà, nhà như thế nào em Sang ha? Nhà bà thím sáu. Dạ. Ông ngại đó. Quá. Dạ để cho anh Sang nói đi cho tự nhiên. Nhưng mình không biết nói sao, nói sơ là anh ta cười. Không sao đâu, anh cứ nói đi. Thế giờ em gì nó ít chuyện hết chuyện. Rồi sao duyên nợ rồi bằng mai nó lớn tuổi thôi không nội ơi giấy được không, sao duyên nợ sao dính luôn, dính luôn gạt mình đó chứ. Gạt sao gạt chị? Nói là cũng như là nhỏ hơn mình đâu có bao nhiêu tuổi đâu, cũng như là hồi gặp đó là cũng nói là ba mươi mấy rồi, cũng như là nhỏ hơn cũng cỡ mười mấy tuổi nha, mình tưởng vậy đó, ai về tới chừng sau đổ bể ra tới hai mươi mấy tuổi bằng tuổi mười tuổi ông già chồng, bằng tuổi hai, bằng tuổi ông già, ông già của anh. Ồ, gạt chị Duyên nói vui vậy trời. Còn gạt vui mình thiệt chứ, nói còn vui gạt vậy? Mình đó chứ. Nói ghê nhỏ già bằng tuổi ông già chồng luôn. Ừ, đâu chứ đâu có ấy đâu. Cái gì vậy? Gửi cho chú. Kìa nó gửi đăng trả cho thằng này là ai? Rồi đi đi con. Nó đi bán vé số mà nó gửi đưa tiền cho thằng hồi nãy. Đưa dạ. Thằng đưa vé số. Rồi lúc đầu là biết gạt vậy rồi chị Duyên có hụt hẫng như không? Học phẳng mấy hai chồng bốc đất cự lộn với lắm, bây giờ đỡ đó. Mình là cự lộn với anh dữ dằn lắm. Cự rồi đuổi anh đi. Đi về thành với nhau đó mà cự dữ dằn lắm á. Chị dằn á. Chị dằn với nó cũng như người ta cũng có hơi nói đó. Người ta nói tưởng gì mới đầu quá thì đâu có biết đâu. Rồi mà đi lên trên mình nè, rồi bắt đầu cái đám á. Cái đám mà đám mình bển đưa anh qua đó. Rồi mấy người đường lộ này ta hỏi. Vì ta thấy chị cũng lớn tuổi đó. Rồi thấy cái anh này thì nhỏ tuổi nè. Cũng như bây giờ mặt thì biết nhỏ rồi, người ta hỏi cái nói vậy đó, cái nói mà rồi ông mới rồi nó mới nói ngay với ông già chồng, rồi ông già chồng mới giật bệnh đó, mình nói đâu ngay ông cũng không có nói cho tới chừng mà tới chừng ông bệnh á, ông bệnh vô bệnh viện á, rồi ông bệnh vô bệnh viện rồi mới lấy mấy viên minh của ông đó, rồi chồng mình đi nuôi nè, rồi đổ bể mới biết ông bằng tuổi mình đó, chứ đâu thấy không mà biết đâu. Còn bà mẹ mình nó nạo ngay cũng bà thì bà mẹ thì bà cũng như nhỏ hơn có 1 tuổi 2 tuổi với mình bự bự dữ lắm, ai cũng bự tuổi, ai cũng nhỏ tuổi, muốn nhỏ tuổi hơn mình không à, có mình vậy sống. Là mẹ chồng nhỏ hơn chị luôn, mẹ chồng nhỏ hơn có 1 tuổi 2 tuổi nha, nhỏ hơn chị 1 tuổi 2 tuổi rồi còn, nhưng mà em không hiểu là cái miếng dán mà nó gãy ở dưới rồi đây miếng dán em không hiểu là thay gì thì anh sẽ cự chứ sao chị cự bị gì đó, người thì ngồi hơn chứ ở dưới thì bị gì, ảnh thì nhỏ tuổi thì biết rồi mà tại vì mình lớn tuổi nè, cũng như dấu tuổi đang ơn mình dạ tối tiền rồi khi mà lệch tuổi như vậy thì cái tính tình sẽ khác nhau, lúc đầu cứ lộn dữ không mà cũng như mình tức mình cãi nó chẳng thà nó thiệt á, rồi như quy dặn anh với lắm rồi cái bắt đầu tức cũng đuổi này kia, nó hồi ảnh cũng hiền, ảnh không có cự có cãi gì nhiêu, rồi từ từ mình thấy vậy thôi để giờ sao giờ lỡ cỡ ở đây thì cũng sống luôn, mà ông ấy thấy cũng đỡ, anh hiền chứ phải anh hung như người ta thì anh cũng cự lại, anh cũng mắc cỡ tự ái anh đi với mà anh không có đi ở đó, cái nhà bên đó là cự lộn dữ lắm đó, rồi bây giờ đưa anh đây nó đỡ rồi, cũng như là mình cũng biết suy nghĩ đây rồi, như là một chặng đau đó. Của năm trước, của năm sau là mình đau chết chắc giả mà. Đau nằm tại nhà thương xuyên ở dưới cánh. Hồi đó mình chưa tới ở trên như này chứ không phải dưới đồng cánh đồng quang. Cánh thùng mà mình ở tới hai mươi mấy ngày đó, gần tháng trời ảnh nuôi không. Đi tiểu tiện chị đi đâu có được đâu. Cái toilet mà bị đừng đẳng mà anh bưng anh đi không đó. Anh bưng đi. Vậy là tình thương của anh Sang đối với chị Duyên là quá lớn rồi. Lúc đầu thì anh có ngại lắm không anh Sang? Cũng hơi ngại, người ta ngoài rồi này trên này ta cũng nói ra nói vô nói cợ, nên ta nói người ta có giúp mình được cái gì đâu, vợ chồng sống được rồi, cợ bự tuổi bự mình như gì kiếm người ta hai giò sao kiếm được, ai nên cũng nói nhóc chân người ta nói cợ người ta. Lúc đầu là người ta hàng xóm người ta cũng dẫn mẹ nói lời ra tiếng vào nhiều lắm. Bởi vậy thì chú cũng không biết, cũng như trên đời mình thấy chuyện cũng như nó hơi lạ, bởi vì vợ lớn tuổi chồng nè thì nó nậu ngay mình cũng thấy hay là lạ, rồi người ta cũng thấy lạ đi, rồi người ta cũng thấy nói người này người kia nói này nói nọ vậy đó, mà anh cũng bình thường dạ. Với gia đình của anh tới 6 người anh em lận à. Anh bệnh tật gì mà đi bằng thuê bằng mướn người ta đó, đi ở mùa người ta luôn đó, rồi vì ông ba với mẹ bên cũng gánh gia đình cũng bẵng bẵng chặt cũng nghèo,
rồi anh đi, rồi mạnh ai cũng đi nữa mà cho anh em mạnh ai nữa đi mà anh đi mới có mười mấy tuổi là anh đi mà đi ở chơi mướn đây mà chị đâu có biết đâu ở cũng như kinh với lại đây với chừng khoảng hai cây mấy số mà chị đâu có gần đâu mà thân mình đi cũng đâu có được đâu. Phải đủ yêu thương thì mới có thể là gắn bó với nhau được chứ ha chị Duyên. Cái công việc hàng ngày bây của bây giờ thì tôi nghiệp lắm rồi, nhưng mặn chứ rất mặn. Bây giờ thương nhiều rồi đúng không? Mặn nuôi chị nhiều. Bởi nhưng mà em không hiểu là lúc mà gặp với nhau, đến với nhau là từ cái tình yêu thương rung động của hai con tim thấy anh cũng hay là đến với nhau là để hai người gượng ép với nhau để không. Đến với nhau để dìu dắt nhau qua không. Hết cái quãng đời. Chị nghĩ rằng là cũng như là ảnh cũng như mà bệnh tật mình cũng mình tính là mình về mình sống với anh này chắc là mình cũng nương tựa hai người bệnh tật với nhau ta không bỏ mình. Còn mình sống với cái người mà còn có giò còn mình không có giò nè. Cũng có ở đó dở mình nên chị cũng có người ta cũng lợi cũng chọc kẹo hơn chị á, đặc biệt không có chịu. Còn giò không chịu. Nếu còn giò ta bỏ mình đi sao? Giò mình không có chịu. Anh Sang, lúc đó thì anh đến với chị là thương chị hay là như thế nào? Thì đó cũng không chịu, nó lớn tôi không chịu rồi từ từ duyên nợ nó dính rồi hai đứa thương luôn. Dạ. Rồi sống tới giờ. Sống tới giờ là anh cũng cãi lộn cũng như lấy ba đời nấu. Rồi ở ngoài ai nói mình đâu bỏ đôi tay, nó nói tao có giúp mình được đâu, mình như gì kiếm hai giò sao cứu được, duyên nợ tới đâu sống tới đó. Hàng ngày thì cái công việc của anh với chị là làm cái công việc gì? Anh bán vé số, chị lượm mũ. Chị lượm mũ, chị đi giáp mũ đó, bơi xuồng đó nặng lắm, chị đi 4-5 cây số chị đi về tới chèo cũng chết đi luôn. Chiếc xuồng đó hả chị? Bơi nặng dữ lắm ơi, bơi về nước ngược là chị bơi nhiều khi mà ha đi chút xíu rồi chừng chưa được trong nước là chị nghỉ một cái rồi chị vô mé chị đuổi. Ngày là thu nhập được bao nhiêu tiền? Cái bao ngoài đó là được nhiêu trong bao đó. Dạ. Cái bao trên ấy kìa, cái bao ở trên vàng đó. Trên vàng có cái bao đó. Được, dạ, được, bao được, này chừng, đây. Hơn nửa bao chút vậy đó. Là chừng bao nhiêu ngày mới bán? Chị đi 2 ngày chị chưa bán. Dạ. Nhưng kể như ngày nó mười mấy ngàn, có 5 ngàn ký à? Đi sao? Sao muốn nói gì hả? Đi bán này cả ngày là 20-30 sống cũng được, kêu quá đừng đi qua cũng trốn qua đi hoài. Đi thương hay sao sợ rất sống hả? Không sợ vợ con vậy nó bơi không. Nói thiếu mau não nó quay giờ nào. Nói bà Nguyễn bà đi giấc ngủ tôi nghỉ bán bà đi. Qua nay bà không có đi. Bà gình bà trốn bà bơi xuồng nó có khi không có mưa gió bơi nặng gần chết chứ đâu ấy. Nhưng mà tại vì chị thấy như vậy thì sẽ là gánh nặng cho anh đúng không? Muốn san sẻ cái gánh nặng đó với chị hay sao? Dạ, tôi hỏi hết chứ mày coi chừng ngày là chị uống 2 lần thuốc chứ. Bị gì nó thiếu máu não nè. Bị gì nó son rồi bắt đầu trục xuất lên mình chứ. Còn cái đường ruột từ mổ tới giờ nó yếu cái đường ruột á, ăn như nó đau. Nó tiêu chảy hoài luôn. Đau chứ đó. Chị mập gì là nhờ chị uống thuốc á, uống thuốc đây mấy anh, uống thuốc nước mà uống thuốc giữ não nè, rồi cái nó nhức đó, rượu bay không nhức đó nó chứa nước á. Cũng khá là bất ngờ khi gặp được mối lương duyên của anh Sang là Triều Duyên, mà cũng hai người cũng khá là yêu thương nhau ha. Dạ, bình thường. Gặp người ta nghèo với nhau thì chắc có lẽ là không túng thiếu về tiền bạc thì người ta sợ sẽ dễ gây những cái mâu thuẫn ở trong gia đình. Anh đi gặp người ta cho gạo anh cũng lấy gạo vậy. Anh đi mang cái số nghèo vậy. Anh Sang bây giờ có mơ ước gì không anh Sang? Cũng có mà nha mày. Mình có vốn mình để dành lấy số mình buôn bán thôi, có mình nuôi con này con kia cho bán nhà, đừng có bơi xuồng đi vớt đồ mũ luôn, mưa gió nãy kia luôn. Mỗi ngày anh bán bao nhiêu tờ giấy số? Dạ có 120, có khi bán sớm hết sớm, nó cho gành cần nào chậm gì chạy 40-50 ngàn tiền xăng. Sáng mình vét cái này ra tới ngoài chắc đau quá, lộ bự cái đa không hết cái dài lên trần đăng trên. Cái đó là anh lấy tiền mặt hay là lấy sao? Dạ lấy tiền mặt. Thì anh có vốn anh tự dư hay là anh hỏi tiền người ta? Dạ hỏi. Hỏi tiền người ta hả? Hỏi góp là tháng nhiêu anh? Đó là cũng như 1 triệu thì mặt góp được, mình góp ra 1.2 triệu cho người ta. Góp 1 triệu. Hỏi 1 triệu hả chị? Dạ. Hỏi 1 triệu góp ra 1.2 triệu. Là anh bán được bao nhiêu ngày rồi? Dạ bán cũng lâu rồi. Góp gì đó rồi. Bây giờ góp hết chưa? Dạ còn 400 mấy 500. Còn 400 mấy nữa hết rồi? Dạ.
Thì hàng ngày thì lời 120 ngàn thì anh chị sẽ mua chi cho hai em hỏi rồi á. Dạ. 40 ngàn tiền xăng chạy đó. Thì em chạy 40 ngàn tiền xăng rồi. Là với anh gói thuốc giỡn mà hết 9 ngàn. 50 ngàn rồi. Ừ, rồi cái anh bán thế mà thôi chi chi gì hai hai ngày chưa có một đồng nữa. Như rồi bao thiếu một cái rồi mắc một cái nữa, ngày nay mắc hai tờ nữa lộ mắc nữa đúng không, người ta cút lộn á chú. Dạ không có chuyện nào bạn là ngày anh là khoảng 50 ngàn gì hả? Ừ mà nhiều khi không có cái đó tôi 30-40 cũng có có mà có cái đó là chú biết gì không, cũng như người ta thiếu quá. Dạ là người ta thiếu quá đồ mà để đó đi rồi bắt đầu vài bữa người ta mới trả mình. Dạ. Mình cái bữa đó là mấy bữa người ta thiếu mình không có đồng nào. Ừ. Bữa không có đồng nào mà chỉ uống thuốc là ngày mấy ngàn rồi. Người xe cũng mới làm rồi chịu mượn người ta hai triệu sáu hai mà triệu tư với mượn của thằng cháu vợ đánh nào có đâu cả chạy nó gãy cốt hoài người ta làm lại cốt ấy cốt gì không biết mà rồi ăn cái ghê thay cái bình ấy rồi nữa thay cái bình rồi luôn chạy tội nghiệp cái ông thợ giống nó phải người ta đúng ra xe này mặn là 60 triệu lần mà tại anh em ông không có tiền. Anh em hỏi thiệt anh Sang có thấy chị Duyên bệnh hoạn như thế này nè, gia cảnh của mình khó khăn thì có bao giờ là trong đầu anh sẽ suy nghĩ rằng anh sẽ bỏ chị không? Dạ không, sống chừng nào ai có qua đời hoặc mình sau này mình có vợ khác hoặc chồng khác mình cũng không biết cái đó, nào sống ngày nào đỡ ngày nấy chứ mình không có tính chuyện đó. Không có nghĩ cái chuyện là bỏ chị sẽ đi lấy vợ khác rồi. Dạ. Chị có sợ ảnh là trẻ quá rồi anh sẽ ấy không? Không, thấy ảnh cũng thiệt tình rồi, mình thấy mình biết. Ừ. Anh bằng đồng nào anh vừa đưa mình đồng lấy như là nhiều khi bữa mà nào mà thiếu, người ta thiếu đó, cái không có đồng nào thì thôi. Còn bữa có coi về có vài chục ngàn cũng đưa cho mình, đâu mình đi mua thuốc uống rồi đi lần ra tiệm 60-70 thì thuốc không, uống thuốc không à. Càng không sợ là sợ bệnh quá lớn tuổi bệnh hoài. Lúc đầu mà em hỏi thiệt ha, lúc đầu biết anh nhỏ tuổi như vậy là kêu bằng anh ơi hay là chồng ơi thì có ngại kêu, đúng không? Kêu bằng anh cậu là nhiều chứ đâu có kêu anh hai thì anh thứ hai kêu anh cậu, còn mỗi lần mỗi mà từ đó giờ thì thôi kêu ông ơi mà kêu ông này nhiều chứ kêu anh cậu. Còn anh thì sẽ kêu là vợ hay là chị. Anh Sang kêu ông kêu ông ơi mà ông kêu ông không thấp cho em kêu anh không kêu em hả nó ngại ngại người ta ấy. Kêu ông ơi rồi ông ơi đây hả. Ông ơi đi đâu cái mắt đâu kêu ông ơi mà ông ơi mà nhưng còn... mà ông thì ta vẫn biết mà kêu em cho nó mạnh không có ví dụ ông kêu anh Sang kêu, kêu chị bằng em chị ngại không không mà chị tại vì anh không có kêu sao kệ anh thì chứ không mình cũng lớn tuổi người ta anh mà em chị. Nhưng mà chị, nhưng mà đã là vợ thì phải là em rồi. Chắc là đó chắc chị nói người ta cũng như mà lần chị gặp có cái chị ra viên rồi ba mình kêu chắc nhờ viên đó chứ thôi có em dâu rồi nữa có ở rồi ba có mắt rồi con ở thì sao được mà ấy đó cái cũng gắt cái nhà cho chị nhà nhỏ cũng gì là cái ra viên cho chị mà có đó chị chưa có mình ở nên nghe cái chú đó chú lợi chú cậy người ta cậy coi chị mà nhỏ hơn chị 10 tuổi cái chị nói vậy nè cứ chị kêu bằng cậu hoài vậy đó chị không có kêu bằng cái gì chứ mà lại coi rồi kêu, cũng nói kêu ân đi nha đầu là ba đừng kêu ân đi con em thôi nữa ba con sống dài nè ba nhỏ tuổi kêu cậu không à con kêu bằng chồng không có được rồi đó tới bây giờ thì tự nhiên anh nhỏ hơn mình một cái gấp đôi trời cho báo. Cho báo gì à em nghĩ đây là một cái ghét của nào ghét cái nào trời trời, trời trời trao của đấy. Hôm nay anh chị ăn cơm gì ta? Ăn cơm với cá kho. Cá kho cá kho đó chị với cá kho đó cá chê hả? Dạ à, cá chê đó. Mua hay gì anh? Dạ mua tới sáng chị đi chợ chị mua 2 cá chê 15 ngàn. Chị cũng vui vẻ rồi chị Duyên vui vẻ rồi hả? Có cái xe đó ngày xưa là chắc chị xin gái hả chị Duyên? Không biết đâu chị không biết chị sao chị không biết nữa chị ít con có kiến chị không biết ít có kiến. Nhưng mà ngày xưa chị kén chọn lắm hay sao hay mà để có thiệt luôn có người ta lại cũng có ai dò vậy nè rồi nói với ông ba rồi này kia nọ nó mà chị không có chịu chị thấy có hai dò là sao bỏ mình nói ngay đi chừng nào có giống có dò với dò với nhau bởi vì mới sống với nhau mình nói gì đó không đó. Cũng có nghĩa là lựa chọn những cái người mà cùng giống như mình để san sẻ những cái khó khăn với mình.
cái sợ bắt đầu tới việc tới gặp mình, nhiều khi ta nói ừ trời ơi vợ mày tưởng như vợ mày bệnh tật nó cái nói cái ta nói cái chồng bệnh nản của mình. Lúc mà anh chị Duyên bệnh thì đi bệnh viện thì lúc đó thì anh nuôi chị. Dạ. À, lúc đó thì ở mọi người bệnh viện thì họ có nói gì nó ra nó vô không anh? Dạ không, ở dưới mình với bệnh hoạn nhau luôn. Cái nào mình đi mua cơm hoặc không được thì mình nhờ anh em đó. Dạ. Thì đi xin cơm giùm mình. Đi xin cơm rồi bệnh viện. Bệnh là đi xin cơm thôi. Ừ, dạ. Nước cơm từ thiện á. Anh nói đó anh nuôi mình là hai mấy ngày đó. Sau đó thì cái tình cảm của chị là gắn kết nhau hơn. Là lúc đó là chị yêu chưa? Lúc đó mới năm mấy thì đỡ rồi. Lúc đầu là chị yêu dữ không chị? Không, đầu còn giận nhiều. Không có yêu, còn anh Sang. Lúc đầu giận nhiều nghe. Mình không có suy nghĩ gì. Nhưng mà cũng phải có rung động con tim mới ở nhau được chứ. Có không anh? Dạ có. Có hả? Mới đầu thì bắt đầu là chưa có nói nhỏ tuổi đó thì cũng thấy cũng thôi cũng được, cũng thương, cũng nói cũng vợ với nhau cũng sống chung ra cũng biết thương, cũng thôi kệ mình sống với nhau vậy chứ có bà mẹ nè, ông ba mất rồi, có mẹ mới nói con ơi vậy con ưng đi đặng nữa bắt đầu con mẹ mà có mắt sao ba con á thì con cũng có nơi có chỗ rồi mình cũng ưng mà mình thấy cũng thu nghiệp cũng thương nha. Tới chừng nói nhỏ quạo anh Thánh Hùng hết đi tự rụng vậy trời, đi vô đồng tự đụng ở trong đồng về nhà tự rụng theo nhà một năm đó là tự rụng cái về xấu hai chồng cũng ấy không có chơi bời nãy kia cũng đỡ vậy hả. Dạ không có chơi bời ông có... rồi về lũi vô ăn cơm rồi có cái điện thoại đó rồi bấm rồi có ngủ gì không anh? Dạ nó cũng có mà như có đám tiệc có uống thì có chứ bình thường không uống. Dạ nói cho gành cái nào mình nói mình có cái xe đó ừ. Mình nói mình không uống gì mai mốt là anh em tôi lại mình gặp đang uống rượu kỳ xe chạy không được chú ơi, xe rồi lắm nên xe chạy bị sao. Dạ. Thôi vậy đi, tại vì mình dạ. Bệnh tật mà mình uống sao được mà. Có uống không gói thuốc á, gói thuốc 9.000. Gói thuốc 9.000. Cũng như là cai được cái đó nữa là hay à. Bây giờ là mình thấy cái thuốc đó là mình muốn nặng hơn cái rượu. Thuốc đó là biết sao không? Nó tôi phổi nè phải không? Dạ. Thuốc đó là nó định nó đau phổi cái mồ luôn. Dạ. Vậy nhiều khi mình cũng nói cho anh vậy đó. Vì nè hôm nay thì nói chung là em gặp là anh với chị thì em dạ. Rất là cảm mến cái tình cảm của anh với chị, một cái mối tình lợi tuổi với nhau nhưng mà hai người sống với nhau gắn bó với nhau trong những lúc khó khăn như thế này, đây là một cái tấm gương cho mọi người ha. Thì hôm nay thì đến đây có em có nghe được rằng là anh hỏi tiền góp đang còn thiếu 400 mấy chục ngàn đó. Dạ. Thì thôi hôm nay em thay mặt cho cô My á, cô My ở Mỹ gửi cho trích quỹ của cô My đi. Yeah. Gửi cho mình gia đình mình 1 triệu để mình trả hết cái phần góp đó. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ dạ. Cho mà dạ, thay mặt cô My gửi cho anh ừ, anh cầm dạ. Cảm ơn cô trước, My nhiều rồi. Trước thì cảm ơn cô My với ông Bùi Hồ. Em Bùi Hồ. Dạ Bùi Hồ, cảm ơn hết. Ơn, nhiều lắm. Cô được số tiền này em trả nợ cho người ta dứt, còn nhiều em để vốn để buôn bán với số. Có ấy đi mai mốt có gì em tới có thể hỗ trợ thêm cho mình gia đình của mình ha. Dạ. Để trả nợ cái phần kia trước đi. Dạ. Mang ơn chú rồi. Mà lại quay thì được rồi. À, quay nói chuyện vui chơi cũng được chú ơi. Dạ. Nhờ chú ấy bắt đầu trả ba nợ đi uống thuốc cũng được đi. Sao từ ngày mẫu giờ là uống thuốc dạ. Hoài lắm. Sao thôi kia, tạm biệt hai vợ chồng ha. Dạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp nhiều. Lại cô bác quý anh chị. Chân thành cảm ơn cô My. Cô My với lại là chú Bùi. Bùi Hồ. Bùi Hồ. Dạ. Bùi Hồ. Chú ở quê chú ở đâu chú? Dạ, ở Đồng Tháp. Dạ. Đồng Tháp là phước dữ lắm luôn á. Dạ. Quay trên nhiều tiếng thấy đó. Dạ. Đồng Tháp, vậy mang ơn chú nhiều lắm chú Bùi. Dạ.